chào cô Dự Thảo. Cô chào Hồng Thanh. Hôm nay cô Thảo chuẩn bị rất là nhiều nguyên liệu để chế biến món ăn. Em thấy có cả thịt vịt nữa. Không biết hôm nay cô Dự Thảo sẽ thực hiện món gì đây. Nhưng mà đầu tiên thì chúng ta sẽ cùng chào quý vị khán giả nha cô. Đầu bếp Dự Thảo và Hồng Thanh mến chào quý vị đang đến với chương trình Món Ngon Mỗi Ngày được tài trợ bởi công ty Ajinomoto Việt Nam. Hôm nay thì Dự Thảo sẽ giới thiệu một món ngon từ thịt vịt đó. Nhưng mà đầu tiên là phải đố Hồng Thanh thử xem là món ngon từ thịt vịt là mình nấu món gì thì ngon nhất ha. Thịt vịt thì em nghĩ là mình có thể làm vịt quay hoặc là vịt kho gừng. Ăn cũng rất là ngon đó cô. Mà có vậy thôi hả? Em mới chỉ nghĩ ra được bao nhiêu đó à. Thật ra thì thịt vịt có thể chế biến nhiều món ngon lắm. Ví dụ như ngày hôm nay Dự Thảo sẽ giới thiệu đến với quý vị khán giả và cả Hồng Thanh nữa một món ngon từ thịt vịt ha. Chúng ta làm với thịt vịt rồi các loại rau củ nữa. Chúng ta hãy cùng vào bếp để thực hiện món ngon ngày hôm nay có tên gọi là vịt kho rau củ. Để thực hiện món ăn này, các bạn cần chuẩn bị hai cái đùi vịt gốc tư khoảng 500g, cà rốt, bắp non, đậu que, ngò rí, màu dầu điều, nước màu, rượu trắng, gừng, dừa tươi, các loại gia vị thông thường và bột ngọt Ajinomoto. Giai đoạn đầu tiên thì các bạn sẽ sơ chế phần vịt này. Cô ơi, với thịt vịt sống thì thường sẽ có một cái mùi hôi lông khá là hăng hăng. Thì khi mình chế biến làm sao cho hết cái mùi này hả cô? Khi mà sơ chế vịt, bao giờ quý vị khán giả cũng cần phải lưu ý, chúng ta sẽ phải rửa sạch phần vịt này với muối nè. Sau đó rồi chúng ta sát lên trên rượu trắng với gừng nhằm mục đích để khử đi mùi hôi lông của vịt. Sau đó thì chúng ta sẽ chặt ra thành miếng vừa ăn. Và chúng ta ướp gia vị vào vịt. Ướp vào khoảng 1 muỗng cà phê bột ngọt Ajinomoto, nửa muỗng cà phê muối, cho vào khoảng 2 muỗng canh nước mắm. Kế đó là chúng ta sử dụng phần gừng á, đập dập đi, rồi chúng ta băm hơi nhỏ một chút xíu, cho gừng vào trộn đều lên. Sau đó cho thêm khoảng 1 muỗng canh màu dầu điều. Và chúng ta sử dụng thêm khoảng 1 muỗng canh nước màu nữa. Chúng ta sẽ trộn đều gia vị lên và quý vị khán giả sẽ để khoảng 20 phút đến 30 phút để cho gia vị thấm vào vịt. Phần cà rốt này chúng ta chẻ tư củ cà rốt và sau đó cắt ra làm ba như thế này. Bắp non, những trái bắp bé bé xinh xinh như thế này thì chúng ta sẽ để nguyên trái bắp. Còn nếu trường hợp trái bắp to thì các bạn sẽ cắt đôi. Chúng ta cắt xéo như thế này. Rất là nhanh. Rồi như vậy là phần bắp non chúng ta đã cắt xong. Đậu que thì các bạn cắt khúc ngắn khoảng 3cm. Và như vậy thì các loại rau củ chúng ta đã cắt xong. Chúng ta sẽ đặt một cái nồi lên bếp để chúng ta chuẩn bị kho vịt. Và khi nồi đã nóng rồi, quý vị khán giả sẽ trút phần vịt này vào nồi. Cô ơi, như vậy với món này thì mình không có cần phải cho trước dầu ăn vào và phi thơm hành hay là tỏi gì hả cô? Chính xác, riêng đối với món này, vịt có khá là nhiều mỡ. Cho nên khi chúng ta cho vịt vào, chúng ta xào giai đoạn đầu này nè, chúng ta không cho dầu nữa. Và như vậy là một lát nữa Hồng Thanh sẽ thấy mỡ trong vịt sẽ vẫn tiết ra và món ăn chúng ta vẫn có cái độ béo và ngon, nhưng mà nó không bị ngấy. Khi những miếng vịt đã săn lại như thế này rồi, quý vị khán giả sẽ cho nước dừa tươi vào. Tiếp tục cho phần cà rốt vào trước nè. Rồi bây giờ thì cô sẽ đậy nắp lại và chúng ta lại tiếp tục kho lửa nhỏ nữa. Một lát nữa khi mà ăn thì cà rốt sẽ chín mềm và cũng sẽ thấm đều cái gia vị, bởi vì mình đã kho từ nãy đến giờ phải không? Đúng rồi, khi mà cà rốt đã gần chín như thế này rồi nè, thì chúng ta lại tiếp tục cho phần bắp non với lại đậu que vào và chúng ta lại tiếp tục kho nữa. Chúng ta sẽ cho đậu que và bắp non vào sau cà rốt để cho các nguyên liệu được chín đều. Sau khi kho thêm được khoảng 10 phút, bây giờ quý vị khán giả có thể nhìn thấy là nước bắt đầu sánh sệt lại rồi đó. Quý vị khán giả có thể tắt bếp. Cuối cùng thì rắc thêm một ít tiêu vào. Bây giờ Dự Thảo sẽ múc ra dĩa và chúng ta chuẩn bị bày món ăn này ra bàn ăn để mọi người cùng thưởng thức các bạn nha. Trang trí thêm với một nhánh ngò rí nhỏ nữa như thế này. Và đây là phần của Hồng Thanh nè. Dạ, em cảm ơn cô. Rất là vừa miệng cô Thảo ơi. Nước kho rất là đậm đà, vị vừa ăn. Thịt vịt thì chín săn mềm. Các loại rau củ thì giòn ngọt, mà đặc biệt là bắp non đó quý vị. Béo béo thơm thơm, rất là ngon. Kết hợp với nhau thật là tuyệt vời luôn. Chúc quý vị thành công và có một bữa ăn ngon với món vịt kho rau củ ngày hôm nay. Quý vị thân mến, nếu như quý vị muốn xem lại công thức của những món ăn đã được giới thiệu trong chương trình hoặc muốn biết thêm thông tin chi tiết về chương trình, hãy truy cập vào trang web mongonmoingay.com. Còn bây giờ thì đầu bếp Diệu Thảo và Hồng Thanh mến chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị.